này thiện hiện nếu đại bồ tát an trụ tác ý tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa thì nói ra điều gì đều nói bát nhã ba la mật đa nghĩa là nói pháp tương ưng bát nhã ba la mật đa đã nói pháp tương ưng bát nhã ba la mật đa rồi lại thường như lý tư duy pháp tương ưng bát nhã ba la mật đa này thiện hiện đại bồ tát ấy thường an trụ tác ý tương ưng bát nhã ba la mật đa không dung nạp các tác ý khác bất chợt hiện khỏi này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, ngày đêm tinh cần an trụ tác ý tương ưng bát nhã Ba La Mật Đa, không có khi nào dừng nghỉ. Này thiện hiện thí như có người trước chưa từng có bảo châu Mạt Ni, sau đó gặp được quá đỗi vui mừng, ngắm xem không chán, bỗng nhiên bị mất, lòng rất đau khổ, luôn luôn than tiếc, tiếc thay biết ngày nào có lại viên bảo châu Mạt Ni đã mất người ấy tác ý tương ưng với viên bảo châu mạt ni này không khi nào dừng nghỉ này thiện hiện nên biết các đại bồ tát cũng giống như thế thường phải tinh cần an trụ tác ý tương ưng bát nhã ba la mật đa nếu lìa tác ý tương ưng bát nhã ba la mật đa thì làm tan mất tác ý tương ưng trí nhất thiết trí